Dạ em chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia, chào ban ekip chương trình. Em tên là Hoàng Văn Tiến, năm nay 33 tuổi, quê Đắk Lắk, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở quận 12. Mình xuống núi lâu chưa? Dạ em xuống núi cũng được 7 năm rồi. 7 năm rồi, thế công việc hiện tại của mình là gì? Dạ em bên may mũ nón ấy, là cơ sở may mũ nón tại gia đình. Cá nhân hả? Làm dạ. Gia đình luôn, à, dạ. Làm chủ. Cái làm công việc này được mấy năm rồi? Từ lúc xuống đến bây giờ. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi cái mùa dịch rồi mình có bị ảnh hưởng gì nhiều không? Nói chung là cũng có ảnh hưởng chị ạ. Có ảnh hưởng ha, thôi cố gắng ha. Các doanh nghiệp bây giờ cũng rất là khổ luôn. Mình đang sống với ai ở quận 12? Em sống có một mình ạ. Sống một mình, xuống đây lập nghiệp luôn. Hay quá, quá giỏi. Rồi mời em gái. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả, em chào chị Cát Tường. Em chào bạn nam bên kia, em tên là Đặng Hồng Điệp. Em 34 tuổi, nghề nghiệp của em là giáo viên cấp 3. 34 là sinh năm nhiêu? 87 chị. 87, vậy là bên này sinh 88. Đúng không? Rồi, mình làm công việc gì? Em hiện tại là giáo viên. Giáo viên môn gì? Dạ em dạy môn hóa. Cấp mấy? Dạ cấp 3. Quá khô khan lắm, em có thấy mình khô khan không? Không, em nghĩ em cũng không có khô khan. Sao tôi thấy tươi lắm nha, dạ, tươi lắm mà. Không, tại vì khi mà mọi người biết em dạy môn hóa, ai cũng nói với chị Cát Tường là cảm thấy rất là sợ môn hóa. Nhưng mà em thấy cũng không có gì hết. Nhỏ em, mấy người mà dạy môn hóa mặt lúc nào đâm chiều. Dạ không, em rất là vui vẻ chị, không có gì hết nha. Vậy học sinh dễ học ha, học sinh dễ tiếp thu ha. Rồi, bây giờ mình đang sống ở đâu cưng? Dạ em sống ở quận 3 chị. Quận 3, sống với ai? Em ở với hai đứa em của em. Hai đứa em. Nhưng mà quê gốc mình là ở đâu? Em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp, vậy là mình lên Sài Gòn lâu chưa? Dạ lâu rồi chị, khi mà em học đại học 2005 tới bây giờ. Rồi vậy là coi như yên ổn lập nghiệp đây rồi. Dưới nhà, dưới quê là còn ba mẹ hả? Dạ vâng, còn ba mẹ em. Có ý định gì ba mẹ lên Sài Gòn không? Nếu mà công việc ổn định rồi gia đình rồi mới tính là chị. Nhưng hiện tại ba mẹ em cũng đang dưới quê, cũng muốn ở dưới quê hơn cho nó thoải mái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em nghe điểm mạnh của em thì cũng vui vẻ, nhiệt tình, nhưng mà em cũng có sẵn sàng giúp đỡ hay chia sẻ với mọi người xung quanh, với đồng nghiệp ở trong trường. Điểm yếu của em khi nhiều việc quá thì em cũng hơi quên một chút xíu. Với lại là ví dụ ngày xưa thì em cũng hơi nóng tính một chút, nhưng mà bây giờ khi mình lớn thì em cũng kiềm chế lại rồi, em cũng không ngon. Lớn kiềm chế lại rồi á. Mình có ngại quen bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Nhưng mà nhỏ ít quá thì cũng không sao chị. Còn tuổi à, có nhầm nhò gì đâu, mình bỏ vô mình cân bằng liền. Dạ. Sao có ngại quen người lớn hơn không? Dạ không ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, thích giúp đỡ người khác. Rồi sao giống vậy, bên đây cũng thích giúp đỡ nè. Dạ. Còn điểm yếu thì nói chung cũng ít nói, khi gặp bạn gái thì cũng hạn chế nói. Chưa bắt được từng sóng gì đó. Còn bắt được từng sóng rồi là lia lịa luôn phải không? Dạ đúng rồi. Bắn liên thanh luôn. Liên thanh luôn hả? Không, bên đây mặt cũng rất vui, rất tươi, nhưng mà có nét là rất là hiền. Có thật xấu gì không? Thật xấu thì ngủ dậy muộn. Mình làm chủ mà, ngủ muốn dậy giờ nào dậy đúng không? Dạ. Lúc nào dậy mới mở cửa ra bán hả? Hay là có người phụ? Không, tại em làm bên cơ sở sản xuất chứ không phải là bên bán. Là có công nhân không? Dạ không, em bỏ ngoài á. Ngày xưa em cũng thuê công nhân nhưng mà sau này không có thuê nữa. Tại giờ công nhân công ty đi làm nhiều, cạnh tranh kiểu giá cả. Thì chứ em làm hình thức làm sao? Là có nghĩa em làm cắt ra, cắt xong em bỏ ra những cái đơn vị nhỏ lẻ như hộ gia đình người ta may hoàn thiện, gần hoàn thiện xong về em hoàn thiện lại. Coi như là làm theo từng khâu vậy đó. Dạ, đúng không? Đúng như mình ta gia công cho mình cái đó là ăn nhiêu, rồi từng khâu này ăn nhiêu cái về mình ra cái thành phẩm rồi mình bán. Dạ. Nhưng mà bán sỉ hay bán lẻ? Dạ em bỏ sỉ. Là có đầu mối hết trơn rồi. Dạ. Vậy thì rồi không có nuôi nhân công gì trong cho phụ trong nhà thì ai là người đi bỏ? Thì em tự tay thôi chứ cần khâu đoạn nào em cũng làm được hết. Dạ. Cũng biết hết để mình cần chỉ người. Vậy là không nuôi một người nào hết, một mình một ngựa thôi. Dạ. Wow, mua nhà được chưa? Dạ cũng chưa chị ạ. Giờ làm ăn nó cũng khó khăn, nó cạnh tranh nhiều. Thì nhà cửa giờ nó giá cả nó cũng cao. Bắt đầu mình đang có cái dự định cho tương lai của mình sau này, ví dụ sinh con đẻ cái lấy vợ rồi đó, thì người ta nói là phải an cư mới lạc nghiệp. Thì em muốn là sẽ là định cư ở Sài Gòn luôn hay là em muốn đi về lại ở quê nhà để mà phát triển để kinh doanh? Em thì tương lai thì nói chung là em vẫn xu hướng là ở đây hơn. Vì cái cơ sở mình cũng làm ở đây cũng lâu rồi á, mình cũng gắn bó, rồi làm ăn cũng dễ hơn, dễ làm hơn ở quê. Nếu vậy thì mình phải tính tới cái hướng là cũng phải dành dụm để mà mua nhà mua cửa chứ không lẽ ở nhà thuê hoài. Đúng không? Dạ đúng ạ. Có kế hoạch bao nhiêu năm không? Chắc cỡ 5 năm thôi chứ không đến xa đâu. Vậy thì cũng được, mà tại mới ba mấy tuổi mà đâu có giờ thời buổi giờ đâu có dễ. Tình trường sao nè? Em trải qua ba mối tình. Ba mối tình. Mối tình thứ nhất thì em quen thì thời sinh viên, lúc
đó cũng còn nhỏ, thì sau đó là cũng khoảng 3 năm khi em ra trường thì có nghĩa là giống như là cái suy nghĩ nó khác, mọi người nó cảm thấy nó cũng không giống nên chia tay. Mối tình thứ hai là khi em đi dạy học, có lẽ là do anh đó công việc cũng khá là bận rộn, cũng không có dành thời gian. Ví dụ em nghĩ là ví dụ như mà tìm hiểu thì ít nhất mình một tuần mình cũng có thể gặp nhau một lần để mình có thể hiểu nhau, đúng mình rồi. Có thể biết có nghĩa là về quan điểm hay suy nghĩ của mỗi người như thế nào đó, nhưng tức là ít có thời gian để liên lạc đó. Sau đó thì em quen được một năm thì em chia tay. Còn mối tình thứ ba thì năm 2017 thì kiểu như giống như là cũng chưa gọi là mối tình chính thức, chỉ là cũng như, nhưng mà tại vì ở xa đó chị, có người bạn nó không ở Sài Gòn, cũng hạn chế vì cái xa cách nên em cảm thấy là nó cũng không đến đâu được nên thôi tạm dừng. Vậy là bây giờ em nguyện vọng em muốn quen một người như thế nào? Em thích một người nào nó chững chạc hơn, đừng có khó tính và đừng có gia trưởng quá. Dạ. Nhưng mà cũng biết lo làm ăn này nọ, ví dụ nhưng mà đi làm về nhưng mà về nhà thì cũng có thể phụ giúp vợ con, ví dụ như chia sẻ công việc. Tại vì đi làm thì em cũng đi làm, em cũng đi dạy, thì về chiều tối thì ví dụ cũng thể cùng nấu ăn hoặc là có thể đi ăn bên ngoài gì cũng được, nói chung là phải có thời gian với nhau chứ không phải nghĩ quan niệm là cái dồn hết cho vợ làm việc nhà, đúng không? Dạ đúng. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Chung mà nhìn gọn gàng sạch sẽ nhưng mà dễ nhìn là được chị. Có yêu cầu trong tình yêu kiếm người mà ở gần để mà không giống như những mối tình trước để mà hiểu nhau được nhiều hơn không? Dạ, đương nhiên cũng muốn như vậy, có nghĩa là cũng phải có ý định ở Sài Gòn để cho nó dễ hơn, chứ em cũng không muốn là quen ở xa. Thì thứ nhất là tại vì mất thời gian nhà nội, mình không có thời gian, trong công việc em thì nó cũng không phải quá bận rộn nhưng cũng khá là bận. Em dạy ngày 2 buổi luôn hả? Dạ, dạ vâng. Rồi, chị hiểu rồi. Rồi bên đây tình trường của mình sao nè? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì trải qua cũng được hơn 5 năm. Trời, 5 năm dài quá mà, sao vậy, sao chia tay? Thì nói chung là cũng về nhiều thứ á. Lúc đó thì em cũng đang còn nhỏ, cũng có một chút, cũng nói chung là tính tình cũng chưa được hoàn thiện cho lắm, giờ cũng kéo dài. Rồi với lại bên gia đình á, lúc đấy em quen là người đầu, là cô bé đấy ở quê ở dưới Bến Tre á. Là về em thì người Bắc mà, gốc em Thanh Hóa, thì xuống đó thì nói chung bên gia đình cũng không có thích người Bắc mấy á. Thì xuống đấy cũng được vài lần chơi ấy này nọ thì cũng có cái độ mà không thích mình á. Em cũng cố gắng níu kéo nhưng mà sau cô gái cũng về theo bên gia đình á. Năm năm luôn. Những cái định kiến của ông thích cái người Bắc cũng khó ha, chết cha. Cô này cũng Đồng Tháp miền Tây nè. Em rồi gia đình em có không thích người Bắc không? Ba mẹ em thì không có ý kiến gì hết chị, chủ yếu là ở bản thân em thôi. Em cảm thấy phù hợp, nếu em cảm thấy có tình cảm thì được. Em có suy nghĩ gì trước giờ là mình không thích người Bắc không? Tại vì những cái mối tình trước của em thì cũng chưa có quen người Bắc. Nên em cũng không có biết. Thận mới biết được đó. Rồi chút xíu đó tôi cho thử gặp mình mới biết được. Dạ. Rồi vậy là vì vùng miền thôi là chia tay đó hai em. Dạ. 5 năm mà núm níu không được luôn hai em. Dạ. Thật là buồn ghê, thật là buồn ghê. Rồi vậy còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em quen cô bé đây cũng ở quận 10 này, quê gốc thì cũng ở người Bắc á, nhưng mà bố mẹ kiểu ông bà vô đây lâu rồi, sinh sống ở dưới Củ Chi á, xong rồi nhà thì ở quận 10 á. Thì em quen cũng được 6 tháng rồi. Đại loại cũng gia đình thôi, gia đình cũng bảo là không thích về Đắk Lắk luôn, kiểu xa quá. Giờ có 2 đứa con ấy, gia đình có 2 đứa mà giờ thích con ở gần này nọ thôi thì gia đình cũng không đồng ý cho. Trời đất ơi, sao ông này cứ bị gia đình hoài vậy? Dạ. Tôi tưởng đâu nói gia đình gốc Bắc mà cũng không thích người Bắc nữa chứ. Không thích về Đắk Lắk. Thì sao không nói với người ta là có thể là an cư lạc nghiệp ở thành phố? Em thật thật thà quá. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Nói chung là lúc đấy người yêu em cũng nói là cũng anh ấy ở thì làm ở đây cơ sở các thứ này nọ thì cũng chắc tương lai cũng ở lại này nọ. Nhưng mà kiểu là vấn đề nội, giống kiểu bên thông gia thông chức này nọ qua lại nó cũng khó khăn á, thì chắc cũng như vậy nên cũng hạn chế gì đó em cũng. Trời ơi. Thôi tôi thấy ông này là chưa có quyết liệt. Lần này nữa nha, là gia đình gì hỏi thăm là báo cáo gia đình thôi rồi cưới nhau, chứ còn đừng có để gia đình quyết định nữa nha. Thí dụ gia đình ta về mình phải quyết liệt lên, mình phải bảo vệ tình yêu của mình phải thể hiện là con ok hết chứ, tự nhiên người ta vậy rồi cái mình thụt lùi. Đâu em đâu có thụt đâu, nhưng nói chung là em cũng cố gắng lắm á. Nhưng mà cô ấy cũng nói chung là cũng hướng qua lại này nọ, cũng lập trường cũng chưa được cứng cho lắm. Thế nào đấy em chịu. Mấy cô gái thì thua tôi. Thua ba mẹ tôi nói tôi cãi hết. Nói tôi cãi hết. Bởi vậy tôi ly dị sớm. Nói đùa thôi,
mình cuộc đời mình tuổi trẻ mình phải dám sống cho chính mình chứ, để sau này mình có hối hận giống như giờ chị đâu hối hận đâu. Dù mặc dù ly dị nhưng không hề hối hận, tại sao bây giờ mình cũng có đứa con quá đẹp đẽ thông minh rồi. Có nghĩa là mình phải dám sống với những cái ước mơ của mình, yêu là phải bảo vệ tình yêu của mình. Em sao em, chị nói vậy đúng không? Dạ vâng. Với lại nói chung là em là do mọi thứ là do em quyết định. Đúng rồi. Ba mẹ em chỉ là, có nghĩa là ba mẹ em nói là ví dụ do em chọn thôi, khi mà em chọn thì em chịu trách nhiệm. Nhớ với lại bây giờ ngày không phải là mười mấy tuổi nữa nha, bây giờ là 30 mấy tuổi rồi mà còn vậy nữa là coi như là ế luôn á, ok không? Rồi bây đâu em có hình ảnh gì không cho chị mượn coi. À, em muốn tìm một mẫu người vợ là ngoại hình như thế nào? Em thì nói chung là ngoại hình thì cứ dễ nhìn là được rồi, cao thì cứ trên 1.5 là ok rồi chứ không đòi hỏi gì nhiều. Đủ chuẩn, trên 1.5 rất dễ nhìn. Trời, tập cái gì dữ vậy? 8 anh bộ đội. Ủa hồi xưa có đi lính hả em? Dạ, em đi lính 22 em ra quân. Cầm đi cưng, lựa chọn đi. Trời. Đi mấy năm? Em đi 2 năm. Đi 2 năm, đó 8 anh đó, chọn một anh. Dưới 62kg, cao 1m7, 33 tuổi. Nói nhiều đó thôi, chọn cô nào? Em cao mét mấy? 1m52. 52 cô này rồi. Áo hồng phải không? Rồi để đó, mê màu hồng. Bên đây anh nào? Đó, rồi tôi không biết luôn, tại hình này nó cũng mờ quá. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy nhìn về cửa trái tim để xem sự chọn lựa của hai bạn này có đúng hay không nha quý vị nha. Hàng thang. Sao hình đúng không em? Ê, hình như em đúng á. Em cũng không biết nữa. Đâu hỏi ảnh coi phải anh đó không? Hình như này. Anh là nào? Đúng anh đó. Này đúng không? Dạ. Xong chị cũng trật luôn, vậy hai bạn đều trật hết. Nói chứ cũng khó ha, nghe mới có vài thông tin nè, làm sao mà mình đoán nhau trúng được. Mà đầu tiên cánh cửa trái tim này mở ra, cảm nhận của em như thế nào? Dạ chào anh. Anh chào em. Anh có món quà. Em qua đây luôn. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Em cũng có anh nhiều quà thế hả? Anh có món quà. Dạ em chính cảm ơn. Chính tay làm ra. Bên nón. Dạ, em có thể tháo ra nè. Dạ. Dạ. À, đồ nghề của ảnh, kinh doanh mua bán của ảnh dễ thương quá à. Dạ. Nhìn đi. À. Wow, hẹn ăn trưa nha. Em cảm ơn món quà của anh rất là nhiều ạ. À. Rồi. Dạ. Em có món quà gửi tặng anh. Rồi mình cũng phải coi coi. Anh được biết anh. Mình phải coi quà gì luôn chứ. Ý quà ý nghĩa món quà này gì em? Vì được em muốn là một người làm kinh doanh thì em nghĩ là cuốn sổ thì nó sẽ phù hợp hơn đây. Ghi vô nha, có ai nợ mình bỏ chỗ nào mấy nhiêu tiền nhiêu rồi đừng có sót nha không. Rồi mai mốt cổ về cổ đi thu nợ phụ cho được không? Dạ. Rồi cảm nhận hai bạn khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã cho nụ cười. Thôi em cũng nay anh cũng rất là hiền giống như chị Cát Tường nói. Hiền ha. Dạ. Tươi, mặt tươi hiền. Cảm nhận của em như thế nào? Thì thấy em cũng hiền. Vậy thôi hả? Mãi nói tí lìa mà. Nói tí lìa mà. Thì điểm yếu của em là gặp bạn gái lạ là em nói không được. Thì bây giờ lạ mình sẽ làm quen. Bây giờ dì Tường sẽ dành cho hai bạn ít thời gian để mình làm quen, mình trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Cảm ơn. Em gia đình có thích chơi bắt không? Nếu mà như cái vấn đề gia trưởng á, thì anh thì cũng có một chút chứ. Nói chung là người Bắc của mình anh á, là có gia trưởng chứ không phải không có. Không, anh không mà phủ nhận là không có, nhưng mà ví dụ mức độ như thế nào? Vừa phải khi giống kiểu là tự quyết vấn đề công việc gì đó mà thấy hợp lý thì mình có thể mình tự quyết. Còn không, nếu vợ mà thấy cái việc đó sai á, hay là mình biết mình sai á, thì mình cũng có thể nghe vợ chứ không bao giờ mình cố chấp. Nghĩa là không quá gia trưởng đúng không? Anh vẫn lắng nghe ý kiến của người thân, hoặc là sau này có gia đình vẫn lắng nghe ý kiến của vợ anh. Đúng rồi, vẫn tôn trọng vợ, vẫn nghe. Thì cái là đúng thì anh nghe. Cái nào đó mà sai thì anh có thể nói chứ. Đại loại thì người vợ hay là gì đó thì mình, nếu mà một gia đình á, thì mình cũng mới san sẻ nhau, biết chia sẻ nhau thì mới hạnh phúc được. Nên anh muốn tìm một người giống kiểu là biết san sẻ cuộc sống. Từ giống kiểu việc nhỏ nhặt hay là bất kỳ đó thôi. Anh cũng vậy. Nhưng mà có phụ giúp anh có biết làm việc nhà nhỏ gì không anh? Anh thì nói chung việc nhà thì ok. Tại vì anh ở đây tự lập cũng được 7 năm mà.
là ở một mình á, thì ăn uống các thứ này nọ thì hôm nào mà mình thích ăn ở nhà thì mình có thể mình nấu, hoặc là bạn bè tới chơi hay gì đấy thì mình cũng có thể mình nấu ăn này nọ, ok. Dạ. Ủa nhưng mà nhà anh là có mấy anh chị em nha? Nhà anh thì bốn anh chị em. Anh thì con thứ mấy nha? Con thứ ba. À, là dưới là em gái anh. Đúng rồi, có hai ông anh trai, một cô em gái. À, em thì là con một. Cái ngày là con một mà giờ anh, bởi mẹ em chỉ có một mình em thôi. Dạ, nhưng mà em mới mua Sài Gòn cũng hơi lâu rồi, mấy năm rồi. Thì em học đại học ở trên đây, rồi em đi dạy trên đây luôn. Dạ. Anh công việc anh có bận lắm không? Thì cũng tương đối thôi. Mùa dịch này thì năm nay cũng hạn chế công việc lắm. Không, cái đó là tình hình chung, không chứ em đi dạy cũng bị ảnh hưởng thôi. Ví dụ như dạy trực tiếp thì bây giờ phải chuyển sang dạy online. Công việc ổn định là cũng được rồi. Dạ. Anh có đi miền Tây rồi đúng không? Anh thì nói chung là cứ năm nào anh thì theo đạo Phật á. Dạ. Thì cứ Tết nha, là bên anh có cái đoàn là đi kiểu toàn dân làng với nhau á, là tổ chức đi chùa. Dạ. Thì cứ mỗi năm thường là đi chùa Châu Đốc á, cứ giờ cũng có về, nói chung là miền Tây anh cũng đi cũng nhiều rồi, cũng các tỉnh đi qua này nọ. Có xuống Đồng Tháp bao giờ chưa anh? Đi qua đấy chứ gần. À, chưa ghé. Bạn thì chưa có này. Dạ. Nọ. Chắc có dịp này quá. Tôi đang đói bụng mà tôi nhìn hai người ăn cái cơm nếp cẩm nó hấp dẫn dễ sợ luôn vậy đó. Nhưng mà nãy giờ trò chuyện ăn chơi không à, có vô vấn đề chính chưa? Bây giờ hai bạn cũng lớn rồi nè, tôi hỏi một cái chủ đề này coi hai bạn trả lời sao. À, em quan niệm như thế nào về việc sống thử? Thật ra thì cái đó là mọi người, tùy mọi người, quan điểm mọi người, nhưng em thấy cũng không vấn đề gì. Tại vì mình tự chịu trách nhiệm với bản thân mình không gây ảnh hưởng đến ai cả. Và cái chuyện đó, ví dụ như người ta sống thử thì người ta cũng có thể biết được tính cách như thế nào, người ta cảm thấy có phù hợp hay là không, để cho người ta tiến tới. Chứ em không nghĩ, có nghĩa là có nhiều người lại cảm thấy là như vậy là không được. Vi phạm trình thống mỹ tục. Em mặc dù em là giáo viên nhưng mà em cũng không phải là một người quá cổ hủ, em cũng rất là thoải mái. Có nghĩa là mọi người tự cảm thấy là họ... Vấn đề là mình biết mình đang làm gì, là dạ, mình chịu trách nhiệm với việc của mình làm là được, chứ không có gì cả. Tùy theo cái quan điểm mỗi người, mình không khổ xí. Dạ. Tại vì nếu mà mình dựa vô cái đó vậy thì các bạn trẻ người ta có thể dễ dãi với nhau quá thì nó cũng không được. Nhưng mà đến một cái độ tuổi nhất định, khi mình làm chủ được kinh tế, mình làm chủ được đời sống của mình, không cổ xí cho vấn đề đó, nhưng chúng ta có thể nghĩ cái việc sống thử ở một cái hướng nó tích cực hơn, là có thể giúp cho hai người yêu nhau có đủ điều kiện để tiến tới, rồi người ta check lại một lần nữa xem nó mọi thứ. Tại vì sống chung ở chung 24/24 nó mới lòi ra những cái chuyện mà bình thường yêu nhau nó đẹp lắm nó không có thấy, bình thường yêu nhau nó đẹp lắm nó không có thấy. Thôi chắc chị cũng khỏi cần hỏi em đi. Em là chắc là đàn ông thì thường là ok sống thử chứ có mắc mát. Sống thử thì trước khi hôn nhân thì cái trường hợp đó em cũng không có phản ánh gì hết. Quan niệm nếu mà được thì mình tiến tới nó vững vàng hơn đó, chắc. Chứ còn không phải em không có bảo là phủ nhận vấn đề bảo sống thử sống tiếp là không đúng cái thần phong của tục này nọ. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi thêm ý kiến của những người thân. Hôm nay đi với ai? Hôm nay đi có một mình. Một mình hả? Dạ. Ở có mình à. Hôm nay đi với ai? Có dạ em có đi với bạn thân của em ạ. Đồng nghiệp hả? Không, bạn thân học cùng ở dưới quê. Rồi bây giờ mình sẽ mời bạn thân của bên nhà gái vào nha. Ôi chào em gái, trời dễ thương quá. Em tên gì? Dạ em tên Kiều. Có bạn trai chưa? Dạ rồi. Thấy đẹp gái phải tính gả bạn. Bệnh nghề nghiệp. Cảm ơn chị. Kiều, mình hai bạn chơi em nhau. Em là bạn thân của Điệp từ lúc học lớp, bắt đầu bước qua lớp 6. Trời ơi vậy là cũng lâu rồi, mười mấy hai chục năm rồi ha. Sao cưng? Kiều hiểu Điệp không? À, hiểu rồi rất là nhiều. Rồi bây giờ cặp đôi này hôm nay em nhận xét như thế nào? Thì em thấy hai bạn tính cách cũng tương đồng. Anh trai cũng hiền. Cũng giống bạn em. Cho nên là thôi thì cứ cho cơ hội để mình cùng tìm hiểu. Bạn em thì kiểu là làm hết sức chơi hết mình. Cho nên là anh cứ mạnh dạn tiến tới. Em hy vọng rằng là hôm nay là đến đây thì bạn em sẽ tìm được một người hợp ý. Ok, cảm ơn em gái. Bây giờ mình tới chuyện kinh tế thì sao? Em nghĩ là trong gia đình ai sẽ là người quản lý kinh tế? Cái đó là cũng tùy vào, ví dụ như ai cũng có thể quản lý được thì mình quản lý thôi. Ví dụ như bạn em mình có thể mình có thể biết chi tiêu này nọ thì cũng vẫn được, chứ không phải là nhất thiết. Có nghĩa là em thì cũng thoải mái rồi, chứ không phải như ngày xưa là phụ nữ là phải quản lý tiền thì không. Nghe là tùy thôi, nhưng mà quan trọng là mình cũng phải chia sẻ với nhau, chứ mình không được rồi giấu giếm kiểu như là quỷ đen hay này nọ. Có chuyện gì ví dụ như là anh có thể giúp đỡ ba mẹ anh hay là anh em thì anh cứ nói với em cảm thấy hợp lý là được. Rồi còn em thì sao, em nghĩ thế nào về chuyện kinh tế trong gia đình? Kinh tế thì nói chung là người phụ nữ giữ thì tốt hơn, nên anh cũng muốn người phụ nữ cũng biết cách giữ tiền cho chồng á, chứ anh không thích cầm đâu. Cầm nhiều lúc nó cũng nhiều cái nó xảy ra, mình không thể từ chối, khó từ chối.
Kiểu bạn bè thì... Lúc mà dạ. đi chơi bạn bè cái sung lên cái ha. Vâng. Chi tiêu hơi là quá trớn. Rồi bây giờ chơi game show nè. Rồi bóc đi. Bóc lớn lên coi yêu cầu chương trình làm gì trong này. Bạn gái làm con một và muốn bạn nam phải ở dế. Nhưng ba mẹ bạn nam thì đã lớn tuổi. Thì bạn nam sẽ xử lý tình huống như thế nào? Ủa mà ba mẹ em có lớn tuổi không? Là cái này ví dụ thôi hay là nó có trùng khớp với gia đình? Nói chung là nhà em thì ba không thì anh mất em không? Bốn anh em. Nhưng mà ba thì mất năm 2001. À 2011 rồi. Còn mẹ thì năm nay 73 tuổi. Cũng lớn tuổi rồi. Nên cũng hối anh lập gia đình này nọ lắm. Rồi bây giờ em trả lời thử cái tình huống này đi. Bây giờ có nghĩa là em này công việc của em cũng ổn định ở đây rồi. Đó, thì biết là em cũng dự định là lập nghiệp ở Sài Gòn. Còn ba mẹ em thì hiện tại vì cũng không có như có già. Ba em khoảng 60 thôi. Thì ba mẹ em cũng vẫn ở dưới quê, vẫn cuộc sống cũng ổn định. Thì khi nào mà ví dụ như khi mà ba mẹ em lớn thôi thì có nghĩa là cũng không thể tự chăm sóc. Thì ba mẹ em mới có, em mới sẽ cũng như là chỉ là đề nghị là ba mẹ em có thể lên sống với em. Tại vì em là có một mình em thì cũng phải có trách nhiệm với ba mẹ em. Có nghĩa là em mong muốn là sẽ là đến khi mà ba mẹ tuổi già sức yếu, không hai chồng không tự lo nhau được nữa, thì em cũng muốn là đưa ba mẹ đến ở cùng nhà với mình để lo cho ba mẹ của mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thí dụ giờ em có ngại là ví dụ như ba mẹ bạn trai cũng đang yếu rồi, thí dụ như bạn trai cũng rước ba mẹ về ở trong nhà để mà phụng dưỡng hay không? Thì nếu mà ví dụ như anh đây thì còn có mẹ thôi thì tức là nếu mà cũng không ngại thì cũng không sao ạ. Nói chung là thật em cũng ra cái tâm lý ấy biết không, tại vì Tường cũng trong cái tình huống đó, mặc dù chị không có chồng luôn. Dạ. Chị cũng muốn rước ba mẹ chị lên ở chung, nhưng mà ba mẹ em đâu có muốn đâu. Dạ, ba mẹ chị 68 mừng 69 rồi. Dạ. Mà còn chưa muốn thêm đấy, ba mẹ không muốn chuyện của ba mẹ, tại vì ba mẹ còn sức, ba mẹ còn đi chơi đi đồ đi có đôi có cặp với nhau, chứ đến một lúc khi mà rụng nụ hết đi nổi rồi đó thì lúc đó là chứ bây giờ ví dụ như em cũng muốn ba mẹ em lên, ba mẹ em cũng không đâu có muốn, đâu có chịu dễ gì. Đúng không? Giờ em có muốn rước mẹ em xuống, mẹ em cũng không xuống. Dạ, nhưng mà đây mình đang nói cái trường hợp là lúc tuổi già mà không có thể mà tự đi đứng ăn uống nữa được, thì lúc đó đương nhiên rồi, con đặt đâu ba mẹ ngồi đó chứ, đúng không? Rồi xin mời em nói. Chị cô giáo nói vậy là tôi đồng ý đó, hợp lý đó. Đọc lớn cho chị nghe coi. Dạ vâng, em xin đọc với câu là: bạn muốn giữ gìn cho đêm tân hôn nhưng bạn trai lại nhất quyết muốn liền ngay tại điểm đó, bạn sẽ lý ý như thế nào? Đó, nó cũng liên quan cái vụ nãy tôi hỏi sống thử đó. Là em trả lời hay bạn trai trả lời chị? Không, trả lời đi, nãy giờ cô trả lời kia rồi. Dạ đúng rồi. Ông hứng sản sao được, người ta muốn giữ tới đêm tân hôn đó, thì em thấy sao? Giữ được thì tốt thôi, giữ được thì tốt thôi, nhưng mà cái hoàn cảnh nó cũng khó thôi. Thật ra bản thân chị nói thật sự, trong tình yêu thật ra là phải đôi bên muốn mới được. Bây giờ em không muốn, anh muốn làm gì được em, đúng không? Mà mình không muốn, mình lớn hết rồi, tất cả mọi điều là sự tự nguyện. Nếu em đã không đồng ý thì mình trao đổi, mình không đồng ý, người đó thật sự yêu thương mình thì người ta cũng sẽ tôn trọng theo ý của mình. Còn nếu như mà mình cũng thấy điều đó hợp lý thì chả có gì vấn đề gì. Còn khi mình không muốn mà người ta vẫn cương quyết, cái đó là cưỡng bức rồi, đúng không? Cho nên thật sự cái này là cũng tùy. Còn em thì em nghĩ như thế nào về cái quan điểm này? Em cũng nói là tùy vào cái, có nghĩa là hai người cái mức độ tình cảm của hai người và hai người cảm thấy như thế nào thôi. Chứ em cũng không phải là quá truyền thống, em cũng rất là thoải mái. Có nghĩa là tùy, ví dụ hai người có cảm thấy là phải làm mong muốn có một kế hoạch lâu dài, hoặc là cảm thấy là mình có trách nhiệm, đúng, gắn bó và mình gợi dịu trách nhiệm với bản thân của mình là được. Rồi, cảm ơn hai bạn nha. Hôm nay chúng ta đã có rất là nhiều cái tranh luận sôi nổi với nhau, mà hy vọng rằng qua những cái sôi nổi đó thì các bạn có phần nào hiểu được cái con người và cái tính cách của nhau, cũng như là những cái suy nghĩ của nhau. Còn chị chia sẻ thật sự, muốn tiến được với nhau lâu dài còn rất nhiều thời, cần nhiều thời gian để tìm hiểu. Chứ hai con người không có thể qua mấy câu chuyện mà mình có hiểu được hết nhau đâu. Sống với nhau mà còn ly dị có nghĩa là còn thấy lầm lỡ nữa mà. Huống chi là mình chỉ mới gặp nhau lần đầu. Thì bây giờ tùy, bây giờ là giờ phút các bạn đo lại cảm xúc của mình. Nếu hồi nãy giờ mình thấy cái đối tượng này, chương trình chị Tường giới thiệu có vẻ là hợp, có tiềm năng để mình tìm hiểu, khai thác, mình đầu tư được, thì mình phải bỏ tâm sức vô mình đầu tư. Còn nếu mình cảm thấy không, cái người này không có hợp ý mình có quyền từ chối, đó là quyền của các bạn, mình lớn hết rồi nhé. Hãy đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, đồng ý không? Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Trời ơi lẹ quá, Đó, này muốn sống thử nè. Tôi mới đếm có 2 hà, bấm hết trơn rồi. Vượt rào. Rồi, xin mời hai em qua đây.
nắm tay nhau nha. Đây, gửi tặng hai bạn. Ôi, xíu xí, mình phải hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp mặt. Anh chị Pháp. Tình yêu như món quà khi có nhau. Bấm đèn trước thời hạn nữa mà phải hôn nhau thôi.